Rồi, xin chào anh em nhé. Đây là mấy con máy. Đây là máy đục vuông 30 ly nhá. Của nó đi theo máy là được một cái mũi đục vuông nha. Mình tháo ra rồi, tháo ra cho nó đỡ ấy. Đó. Con này mất một tay, còn hai tay đó, hai tay. Con này kẹp chắc được 18 cm này. Đây là con Hitachi. Còn con này là con Joybi. Joybi thì đủ 3 cái tay, 3 cái bô lăng này, 3 cái tay bô lăng. Con Joybi này vẫn còn mới lắm ấy. Joybi này vẫn mới. Con này vẫn còn đủ 3 cái nha. Con này cũng là Hitachi. Con này Hitachi. Hitachi đằng sau à. Con này là Joybi đằng sau à, mới. Mới lắm. Con này Hitachi đằng sau. Thì ba con này nha. Con này là Hitachi đủ 3 tay cầm này. Là 2.4 triệu rồi. Con Joybi này là 2.6 triệu à. Cũng đủ 3 tay bô lăng này. Con này cũng 2.4 triệu. Mình sẽ kiếm sau một cái sau để cho đây. 2.4 triệu. Hai con Hitachi là mỗi con 2.4 triệu, một con Joybi là 2.6 triệu. Sang đến máy đục xích. Con này mới cống nhé. Lưỡi của nó vẫn bén lắm.
cái này nguyên sơn của nó đấy, mình không có sơn thì nhìn cái này nó vẫn còn sáng bóng. Con này là 12A, 1140W đây. Đó. À, đục xích hai chiều, con này gọi là hai chiều này. Kẹp kẹp 20 nhé, kẹp 18 đến 20 cùng hai chiều nhé. Xích của nó vẫn bé lắm này, con này mới cống, xích của nó sáng bóng này, cống mới mới cứng quăng luôn. Đó. Đục xích này là của Makita. À, con này mới mình còn chưa dầu mỡ ở đây. Sang con Makita này cũng còn mới nhá. Nhìn cái bàn của nó sáng luôn, mới cống luôn này, mình chưa có sơn lại đâu nhé, không có sơn lại đâu nhé. Con này 12A 1150W. Đó. Con này thì nó mất hai cái cao su chống bụi của cái thụt này rồi. Lưỡi của nó này cũng rất chi là mới, bén lắm này, sờ nó bén này. Đây là nó chỉ bị xét mà mình chỉ cần bắn dầu vào là được, không có vấn đề gì đâu. Con này thì gọi là một chiều thôi nhé, nó chỉ vam kẹp đục là đục thôi, nó không có chức năng 2 chiều, 3 chiều, 4 chiều đâu. Đó. Con này là 2,2 triệu nhé, chuyển khoản bao ship nhé. Đó. Con này là 2 triệu, chuyển khoản bao ship. Ba con máy đục mộng kia nếu mà chuyển khoản thì mình chỉ bao ship được 100 thôi, còn đâu các bạn chịu, mình bớt cho các bạn chuyển khoản thì mình bớt cho các bạn 100. Đó, còn đâu mua mà ship code thì các bạn ứng trước cho mình 300.000 bởi vì hàng nặng nhé. Báo giá này con này là 2,4 triệu rồi, soi bi 2,6 triệu rồi. Con mặc Hitachi này cũng 2,4 triệu rồi. Có gì thì alo cho mình nha. Rồi chào các anh em nha.